Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái video tiếp theo sau khi chúng ta đã học ôn lại những cái điểm lý thuyết trong dạng số 6, bàn về dạng toàn phương trên một không gian Euclid và nhận diện các cái đường bậc hai trong mặt phẳng, mặt bậc hai trong không gian. Được chưa nào? Đấy. Thế thì trong video trước thầy đã giới thiệu các em các cái điểm lý thuyết khá là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những cái điểm lý thuyết đó cũng như các cái vấn đề lý thuyết đó vào trong các cái dạng bài tập cụ thể ở trong cái dạng số 6 này. Thế thì cái bài tập đầu tiên mà chúng ta phải làm cho được đó là cái dạng bài tập đưa một cái dạng toàn phương về dạng chính tắc. Và chủ yếu là dạng chính tắc ở đây mà chúng ta phải để ý là dạng chính tắc trực giao. Hay nói cách khác là chúng ta phải làm cho được cái công đoạn chéo hóa trực giao cái ma trận của cái dạng toàn phương đó. Đây. Thế thì quy trình chéo hóa trực giao một cái dạng ma trận đối xứng thì chúng ta đã làm ở trong cái dạng bài tập số 5 rồi. Cho nên trong cái phần này thì không có đi sâu về cái chi tiết tính toán nhiều đâu. Thì cái phần nào mà nó tương tự giống như dạng số 5 thì chúng ta nên bỏ qua bớt đi. Bởi vì là nếu mà làm lại nữa thì thầy sợ các em nó quá là nhàm chán ở cái vấn đề chéo hóa trực giao các cái ma trận đối xứng. Rồi, cái nào mà nó có gì mới mới mà giới thiệu thêm mà áp dụng đối với dạng toàn phương trong không gian Euclid thì thầy sẽ nói thêm. Và đặc biệt trong cái bài toán này nó có một cái dạng bài tập đó là bài toán tìm giá trị lớn nhất và bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của một cái dạng toàn phương nha. Đấy, có điều kiện cho trước à, có điều kiện cho trước. Đây là một trong những cái trường hợp mà ta có thể dùng cái kỹ thuật dạng toàn phương để chúng ta đi tìm bài toán cực trị có điều kiện của những cái hàm nhiều biến. Các em học trong giải tích hàm nhiều biến này các em sẽ thấy ha. Rồi bây giờ ở đây cái bài tập số 1 người ta cho là dạng toàn phương F có 3 biến x1, x2, x3. Đây là phương trình của nó. Bây giờ cô A người ta yêu cầu là hãy đưa cái dạng toàn phương đó cho về dạng chính tắc trực giao. Và cô B là tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của cái dạng toàn phương đó. Biết rằng x1 bình cộng x2 bình cộng x3 bình bằng 1. Nghĩa là các cái điểm trong không gian R3 trong trường hợp này là gì, nó nằm ở trên cái mặt cầu có tâm là ô và bán kính bằng 1. Và người ta yêu cầu là tìm những cái điểm mà nó làm cho cái dạng toàn phương này nó đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Rồi. Thế bây giờ về phương pháp làm thì thầy sẽ hướng theo cái quy trình thôi. Đầu tiên là ta xét trong cái đối với cơ sở chính tắc. Cơ sở chính tắc của chúng ta nó có một cái ưu điểm đó là gì không? Nó trở thành cơ sở trực chuẩn luôn, đúng không? 100 này. Đó. Đây là 010 này. Đấy. Được chưa? Rồi đây là 001. Đó, thì đối với cơ sở chính tắc này này nó là cơ sở trực chuẩn luôn. Cho nên nhờ cái ưu điểm này này mà ta có ngay thì F nó có cái ma trận A là bằng. Đấy. Và đây là ta nhìn vào đây ta sẽ ghi thôi, đây này, hệ số này, bậc 2 này, như vậy đây sẽ là 1 1 4 được chưa nào? Đó. Rồi, cái đây x1 x2 nghe các em, x1 x2 nó nằm ở vị trí dòng 1 cột 2 này chia đâu ra là 1. Như vậy chỗ này cũng sẽ là 1 vì ma trận này đối xứng mà. Tiếp theo x2 x3 đó. Rồi x1 x3 là 4, x1 x3 là 4 thì chia đâu ra là 2 này, đây 2 này. Rồi x2 x3 thì nó nằm ở dòng 2 cột 3 đây. Như vậy là chia 2 ra nó ra là 2 2 này. Đó. Như vậy các em sẽ có được cái ma trận A nha của cái dạng toàn phương. Được chưa? Đây, cái con số 1 này này nó có được là các em lấy cái hệ số mà đi liền với cái tích x1 x2 này các em chia đâu ra. Được chưa? Rồi cái con số 2 này có được là nằm ở vị trí dòng 1 cột 3 này thì các em lấy cái hệ số tương ứng này. Đó, các em chia đâu ra. Đây, x1 nhân x3 này chia đâu ra ha. Rồi cái con số 2 này á, là nó nằm ở vị trí dòng 2 cột 3 thì các em lấy cái hệ số tương ứng với tích x2 nhân x3 các em chia đâu ra. Được chưa? Rồi, lấy những cái hệ số này đối xứng qua cái đường chéo chính là sẽ ra được ma trận A. Rồi. Thế thì bây giờ để đưa cái dạng toàn phương về dạng chính tắc trực giao thì công việc của chúng ta là gì? À, đi chéo hóa trực giao cái ma trận này mà thôi. Đúng không? Thì thủ tục chéo hóa trực giao là làm cái gì? Đầu tiên chúng ta cũng lập A trừ lambda y. Cái nội dung này chúng ta đã học ở trong cái dạng số 5. Rất là chi tiết và thầy đã làm rất là nhiều lần rồi đúng không? Đấy, có nghĩa là đây là 1 nè. Trừ lambda này. Đây là 1 nè, 2 nè, đúng không? 1 này, 1 trừ lambda này. 1 à, 2 này, ha. Rồi đây 2, 2, 4 trừ lambda. Được chưa các em? Rồi. Bây giờ tính cái định thức này. Đúng chưa? Thì cái việc mà tính định thức này thì nó cũng không có gì khó khăn. Các em hoàn toàn có thể làm được.
Và ở đây để cho nó tiện thì thầy sẽ trình bày cái đáp số thôi nha. Cái này nó sẽ ra cái định thức này khi các em giải ra thì nó sẽ có hai cái nghiệm, một cái nghiệm là lambda bằng 0 và một cái nghiệm là lambda bằng 6 nha. Đó. Rồi, với hai cái lambda này có được thì các em sẽ đi tìm cái gì? Cái cơ sở của cái không gian con riêng tương ứng với các cái giá trị riêng này, ví dụ như với cái lambda bằng 0 nha. Đây, với cái lambda bằng 0 thì các em sẽ có cái hệ phương trình. Các em sẽ có cái hệ phương trình ứng với cái gì? Ứng với cái lambda này, đó là gì? Các em thấy vào đây. Như vậy ta được cái ma trận hệ số của hệ phương trình này. Đó là 1 1 2 đúng không? Như vậy nó sẽ là x cộng gì? Đây sẽ là x1 đúng không? Cộng cho x2 cộng cho 2 lần x3 bằng 0. Tương tự chỗ này nó sẽ là 1 1 2, nó y vậy. Cho nên cái phương trình này thầy không có ghi lại nữa. Tiếp phương trình dưới này nó sẽ là 2x1 cộng 2x2 rồi cộng cho gì? 4x3. Đấy. Nhưng mà thực tế thì các em thấy rằng cái phương trình này với phương trình dưới này nó tỷ lệ với nhau, cho nên cái hệ phương trình này chỉ tương đương với một phương trình duy nhất thôi. Đúng chưa? Đó, cộng 2x3 bằng 0. Đấy, thế thì từ đây thì các em sẽ rút ra được ví dụ như ở đây thầy sẽ rút ra được x1 thì nó bằng trừ x2 trừ 2x3 chứ nữa. Đó. Cho nên thầy sẽ đưa nó về công thức nghiệm tổng quát. Ví dụ thầy đặt x3 là v, x1, x2 là u, thì cái này nó sẽ là trừ u trừ 2v chưa. Điều này chứng tỏ rằng ta suy ra được một cơ sở viết theo vector cột của cái không gian con riêng ứng với giá trị riêng lambda bằng 0. Nó sẽ có hai vector, đó là trừ 1, 1, 0 này. Được chưa? Và cái vector gì? Trừ 2, 0, 1. Đúng chưa các em? Đấy. Rồi, với cái hệ cơ sở này, ta bắt đầu trực chuẩn hóa nó đi. Đúng không? Trực chuẩn hóa. Trực chuẩn Gram-Schmidt mà chúng ta đã học. Trực chuẩn Gram-Schmidt thì cái này nó sẽ ra cái gì? Nó sẽ ra được một cái cơ sở trực chuẩn như sau. Các em sẽ có được cái cơ sở trực chuẩn của nó. Ví dụ như ở đây là theo cái quy trình ta đặt thì ta đặt V1 là bằng U1 là bằng trừ 1, 1, 0 đúng không? Đấy, thầy nhắc lại một tí. Sau đó ta tính V1 là bằng gì? 1 trên đũa dài V1 này, rồi nhân với V1 này. Đúng không? Đũa dài cái này là bằng căn 2 phải không? Như vậy là trừ 1 trên căn 2, 1 trên căn 2, 0. Đúng chưa? Đấy. Tương tự như vậy, các em sẽ đặt cho thầy là cái V2. V2 thì nó được tính là bằng U2 trừ cho gì? U2 tích vô hướng của V1 này. Đúng không? Rồi nhân với V1. Đấy. Mà U2 của chúng ta là vector trừ 2, trừ 2, 0, 1. Đúng chưa? Đấy. Trừ này. Lấy U2 mà tích vô hướng với V1. U2 này nè, vô hướng V1. Thì hai cái này mà nhân với nhau á là nó bằng căn 2 này. Được chưa? Trừ 2 mà nhân với trừ 1 căn 2 này. Đây không nhân với 1 căn 2 bằng 0 này. 1 nhân với 0 bằng 0 này. Như vậy cái tích vô hướng này nó bằng căn 2. Rồi các em lấy căn 2 này, các em nhân vô trong cái V1. Như vậy ta được là gì? Trừ 1 này, 1 này, 0 này. Như vậy khi các em trừ ra thì kết quả chỗ này nó sẽ là gì? Âm 1. Chỗ này là trừ 1 và chỗ này là 1 chưa? Đúng không? Rồi ta trực chuẩn hóa cái này. Chuẩn hóa cái này nó ra là gì? V2 thì nó sẽ là đủ dài cái này là bằng 3. Như vậy là trừ 1 trên căn 3. Đúng không? Trừ 1 trên căn 3 và 1 trên căn 3. Đó. Được chưa nào? Như vậy đồng nghĩa với các em sẽ trực chuẩn hóa thì các em sẽ được một cái cơ sở trực chuẩn của các không gian con riêng tương ứng trong cái trường hợp này, nó là trừ 1 trên căn 2, 1 trên căn 2, 0. Đúng chưa? Rồi tiếp theo là trừ 1 trên căn 3, trừ 1 trên căn 3, 0. Được chưa? Là ta được hai vector của cơ sở này rồi nhé. Rồi sau đó các em sẽ làm cái gì? Sau đó các em sẽ tới cái lambda bằng 6. Được chưa? Được chưa nào? Thế thì với lambda bằng 6 thì ta cũng làm y chang vậy. Ta thế vào trong cái hệ phương trình, thế vào lambda bằng 6 ở đây thì các em sẽ được là trừ 4 gì đấy? Trừ 4x1. Ở đây trừ 5 chứ nhỉ? Trừ 5x1. Đó. Được cộng x2 cộng 2 lần x3 bằng 0. Tiếp theo chỗ này sẽ là gì? X1 trừ cho 5x2. Được cộng cho 2 lần x gì? x3 bằng 0. Rồi cái này sẽ là 2 lần x1 cộng cho 2 lần x2 và thay vào đây là thành trừ 2 lần x3 bằng 0. Đúng chưa? Đó. Rồi các em giải cái hệ phương trình này ra cho thầy thôi.
đúng không? Thì cái hệ phương trình này giải ra thì các em sẽ được một cái cơ sở nữa, đúng không? Ví dụ như cái hệ này thì chắc là đơn giản thôi, ta có thể rút gọn vế theo vế đi. Thì ở đây nó sẽ có được một nghiệm thôi. Thì các em làm tương tự, giải cái hệ phương trình này ra và trực chuẩn hóa. Thì riêng cái này nó chỉ có một vector thôi, một vector cơ sở thôi. Ví dụ như các em giải ra cái này, thầy thấy rằng là anh này là 2, đúng không? 2. Để thầy coi thử là nghiệm bao nhiêu nhé. Ví dụ như là trong trường hợp này là gì? Đây là 1, đây là 1, đây là 2. Như vậy là giải ra hình như là x1 nó sẽ bằng v đôi. À, đây là v đi ha. Rồi x2 là v, x3 là 2v. Đó. Nói chung là các em giải ra các em được một nghiệm như thế ha. Ta có thể tính x1, x2, x3 theo. Đây các em thấy vô thử coi này, đây 2 là 4, 4v này đúng không? Cộng 1v là 5v này. Cái này là 4v này, cộng 1v là cũng 5v này. Cái này là 2 v cộng v là 2v trừ v là 2v là 0 này đấy. Nghĩa là ta được cái cơ sở của cái gì? Của cái không gian con riêng tương ứng với cái lambda bằng 6 này, nó sẽ là 1 1 2 này. Đó, nó là có một vector thôi các em. Như vậy ta trực chuẩn hóa cái hệ này đi thì ta được cơ sở trực chuẩn tương ứng là 1 trên căn 6, vì độ dài này là 4 mà. Cộng 1 cộng 1 ha. 1 trên căn 6 và 2 trên căn 6. Được chưa? Rồi. Điều đó có nghĩa rằng là ta sẽ có ngay được cái gì? À, ta có ngay cái ma trận chéo hóa của ma trận A tương ứng là ma trận C. À, đây ghép từ các cái vector này vô này, trừ 1 trên căn 2. 1 trên căn 2 không. Trừ 1 trên căn 3. Trừ 1 trên căn 3. 1 trên căn 3. Rồi chỗ đây là 1 trên căn 6. 1 trên căn 6, 2 trên căn 6. Các em thấy chưa? Đó. Và ta được ma trận C này chính là ma trận chéo hóa ma trận A, có nghĩa là lúc này CT AC nó sẽ là ma trận có dạng là 0 0 6, còn cái này là 0 2. Được chưa? Đấy, nghĩa là ta có phép biến đổi. Phép biến đổi cơ sở đó. Như sau, x1, x2, x3. Đó, và đây chính là ma trận C này. Còn đây sẽ là cái biến mới này, y1, y2, y3. Được chưa? Đó, ta có cái phép biến đổi này. Và với cái phép biến đổi này thì lúc này cái dạng toàn phương của chúng ta quy nó có dạng chính tắc như sau, quy theo y1, y2, y3 sẽ là bằng 6y3 bình phương. Đây. 0y1 bình này, cộng 0y2 bình này, cộng 6y3 bình. Được chưa? Đấy, đây chính là dạng chính tắc trực giao của dạng toàn phương cần tìm. Như vậy là thầy đã giải xong, đúng không? Đấy, cách làm thì các em thấy rằng là cái việc mà đi chéo hóa trực giao một cái ma trận đối xứng thì ta đã làm rồi, cho nên cái phần này nó cũng y như vậy thôi, làm lại thôi, chả có gì khác cả. Bây giờ cái câu B ở đây là gì? Đây, cái mà thầy muốn nhấn mạnh các em là kỹ thuật đi giải câu B. Thế thì bây giờ là gì? À, bây giờ là ta muốn giải câu B nhé. Câu B là người ta yêu cầu là chúng ta tìm cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái dạng toàn phương này nè. Biết rằng x1 bình cộng x2 bình cộng x3 bình bằng 0. À, bằng 1 chứ nha. Rồi, thế thì bây giờ các em sẽ làm như vậy cho thầy. Đây nha. Bây giờ ta sẽ tận dụng cái việc chuyển đổi biến từ cái x1, x2, x3 qua y1, y2, y3 để ta làm. À, thế thì các em thấy này, bây giờ ở đây thầy sẽ đặt. Đặt cái vector x của chúng ta chính là cái vector cột x1, x2, x3. Được chưa? Rồi. Và đặt cái vector y ở đây chính là bằng y1, y2, y3. Được chưa? Thế thì theo cái giả thuyết ở đây này, theo cái tính chất ở đây này ta có này. À, cái vector x của chúng ta đây nó chính là cái ma trận C nhân với vector y chưa? Đấy. Thế thì lúc này ta có là x1 bình mà cộng x2 bình mà cộng cho x3 bình thì nó bằng cái gì? Có phải là bằng lấy XT, là lấy cái ma trận này chuyển vị nè, đem nhân với vector cột của nó, đúng không? Có nghĩa là lấy x1, x2, x3 đem nhân với cái ma trận x1, x2, x3 chưa? Đúng không? Cái này nhân vô này, x1 nhân x1, x1 bình nè, x2, x2, x2 bình nè, x3, x3, x3 bình, đúng không? Thế thì x thì nó là bằng cái này, các em thay vô cho thầy. Như vậy nó bằng là CI lấy T rồi nhân với CI. Theo tính chất của ma trận chuyển vị đây, tích thì nó sẽ bằng IT nhân CT rồi cái nhân CI.
đúng chưa? Rồi bây giờ để cho tiện thì gom hai cái này nè. Thế các em để ý là cái ma trận C này là ma trận gì? Đây là ma trận trực giao. Mà một ma trận trực giao thì CT chính là bằng C trừ 1. Đúng không? Đấy, cho nên hai cái này nhân lại với nhau thì nó thành ma trận đơn vị. Như vậy tóm lại nó chỉ còn lại là ITI thôi. Mà Y là đây. Như vậy nếu mà ITI thì nó sẽ bằng là Y1 bình cộng Y2 bình cộng Y3 bình. Đây chính là cái điểm mấu chốt của cái bài B. Đúng chưa? Đấy, như vậy nếu mà các em dùng kỹ thuật biến đổi trực giao thì cái phép biến đổi tọa độ của nó có một cái ưu điểm là nó bảo toàn cái độ dài. Đấy, bảo toàn cái độ dài vectơ, các em thấy chưa? Đó, như vậy độ dài vectơ x và độ dài vectơ y sau qua cái phép biến đổi này thì nó sẽ giữ nguyên. Trong khi đó đề nó cho cái này bằng 1. Như vậy chắc chắn cái y1 bình cộng y2 bình cộng y3 bình nó cũng sẽ bằng 1. Đúng chưa? Rồi, như vậy việc mà đi tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của x lúc này nó sẽ chuyển về bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của gì? Của quy theo y. Mà quy theo y thì nó có dạng chính tắc như này rất là gọn. Đúng chưa? Thế thì đây, các em thấy rằng là từ đây mà việc đi tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất thì rất là dễ. Tới đây ta có thể suy ra được ngay. Do y1, y2 là những cái số thực mà bình phương lên nó không âm. Như vậy tóm lại là cái anh chàng y3 của chúng ta đây này, anh sẽ nằm trong đoạn trừ 1, 1. Đúng không các em? Đúng chưa? Y3 bình phương nằm trong đoạn trừ 1, 1. Như vậy tới đây ta sẽ có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất quy mất. Quy mất nó sẽ là bằng gì? Tối đa cái ông này ông bằng 1 hoặc trừ 1, như vậy đây là bằng 6 này. Đạt được khi và chỉ khi y1 bằng 0, y2 bằng 0. Và y3 bằng cái gì? Y3 bằng cộng trừ 1 cái gì nữa, đúng không? Đúng chưa? Và các em lấy cái 0 0 trừ 1 này, các em thế vào đài đài, các em thế vô trong cái biểu thức này là các em sẽ tìm được y1, y2, y3. Đúng không? Điều này tương đương x1 x2, x3 sẽ bằng, đây lấy cái mặt đằng C của chúng ta đây này, mà ta tích với cái 0, 0 cộng trừ 1. Được chưa? Rồi, tích 0, 0 cộng trừ 1 thì cái C đó ở đây, mà nhân với cái vector này thì nó ra cái cục cuối này. Các em thấy không? Như vậy nó ra cái vector là mấy nhỉ? Cộng trừ 1 trên căn 6, cộng trừ 1 trên căn 6 và cộng trừ 2 trên căn 6. Đó, cái vector x cần tìm của mình nó sẽ là cái này. Nè, quy sẽ đọc mắt. Tiếp tục quy sẽ đặt min là nó sẽ bằng 0 cái gì nè, có nghĩa là ứng với cái giá trị y bình phương nè. Y bình phương, y3 bình phương này nó sẽ bằng 0 thôi. Điều này có nghĩa là tương đương với gì? Y1 bằng 0, y2 cũng bằng 0 và y3 cũng bằng 0. Được chưa? Các em thế y1, y2, y3 bằng 0, 0 vô đây, như vậy suy ra được là gì đấy? X1, x2, x3 nó cũng sẽ bằng 0, 0, 0. Được chưa? Đấy, như vậy là lớn nhất đạt được tại đây, nhỏ nhất đạt được tại đây. Các em thấy cách làm chưa? Đấy. Trong trường hợp nếu như cái biểu thức này nó không có suy biến như thế này, nó không suy biến như thế này, mà nó gì? Mà nó có cả y1 bình, y2 bình luôn, đúng không? Thì cái việc mà đi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, các em sẽ chọn các cái hệ số đây này, theo các cái hệ số đây này. Được chưa? Nó lớn nhất đạt được tại cái hệ số lớn nhất, và nhỏ nhất đạt được tại cái hệ số dương nhỏ nhất trong này. Tất nhiên là tùy mỗi bài toán mà chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật ứng xử khác nhau. Thì riêng cái bài toán này ta sẽ dùng cái cách đó. Tuy nhiên cái mấu chốt của bài toán ở đây là gì? Là cái phép biến đổi này. Đó. Nhờ cái phép biến đổi này nó sẽ giúp chúng ta chuyển cái bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một cái dạng toàn phương tùy ý về dạng chính tắc của nó. Đó. Được chưa? Và chính tắc ở đây là chính tắc trực giao nha. Và nhờ cái chính tắc trực giao thì nó có cái phép biến đổi nè. Rồi, như vậy là các em có thể theo dõi cái bài làm ở dưới đây. Tất nhiên rằng là ở trên chỉ là hướng dẫn thôi, còn làm chi tiết thì các em nên trình bày như thế này. Đây là cái, tất nhiên là thầy đã làm một cách cụ thể rồi, và các em chỉ cần theo dõi lại thôi nha. Đầu tiên là thầy xét cái ma trận của dạng toàn phương tương ứng trong cái cơ sở chính tắc của chúng ta, đồng thời cũng là cơ sở trực chủng, thì ma trận của nó là đây, và tiến hành đi chéo hóa trực giao nó. Đầu tiên là tính giải cái phương trình đặc trưng, rồi sau đó tìm cái cơ sở ứng với giá trị riêng lambda bằng 0 trực chuẩn hóa Gram-Schmidt nó, tương ứng với lambda bằng 6 tìm ra được cơ sở và trực chuẩn hóa Gram-Schmidt nó, ghép các cái cơ sở trực giao này lại để tìm được ma trận trực giao. Và đây chính là ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc A về một cơ sở mới.
với cái phép biến đổi cơ sở như thế này nha. Rồi nhờ cái phép biến đổi cơ sở này thì chúng ta đưa cái dạng toàn phương nó cho về dạng chính tắc trực giao theo công thức như đây. Rồi đấy, rồi cuối cùng là bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, ta cũng sẽ đạt x y như thế và kỹ thuật biến đổi mà như thầy đã trình bày, được chưa nào? Đấy, nó như này đây. Đó, đây là một cái dạng bài tập đầu tiên trong cái hệ thống bài tập liên quan về dạng toàn phương trong không gian Euclid, được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ qua bài tập số 2. Ở cái bài tập số 2 này thì người ta yêu cầu là chúng ta phải đưa cái đường bậc hai sau đây về dạng chính tắc ha, và cho biết tên gọi của cái đường bậc hai đó. À, trong cái dạng chính tắc chúng ta đã học về mặt lý thuyết, một đường bậc hai nó có chín dạng chính tắc tương ứng, đúng không? Và nhiệm vụ của chúng ta là sau khi đưa về dạng chính tắc thì ta cần phải nhận diện qua thứ cái dạng chính tắc đó thì tên gọi của nó tương ứng là gì. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại cái quy trình nha, quy trình. À, trong cái phần lý thuyết học của chúng ta ở trong video trước á, thầy đã có nói rằng là để đưa một cái đường bậc hai về dạng chính tắc á, thì chúng ta có hai bước, được chưa? Đây có hai bước. Bây giờ ở đây là thầy sẽ nhắc lại một tí nha, nhắc lại một tí về đường bậc hai tổng quát C trong một cái mặt phẳng XY thì lúc nào nó cũng có dạng tổng quát như là a x bình phương cộng 2b xy cộng cho cy bình phương rồi cộng cho 2dx, đúng không? Đó. Cộng cho 2 lần ai và cộng cho f bằng 0. Được chưa? Đó. Thế thì đầu tiên để đưa cái dạng này về nguyên tắc, đầu tiên các em sẽ đặt cho thầy một cái dạng toàn phương được trích ra từ cái phương trình của cái đường mặt hai này, đó là ax bình cộng 2 lần bx cộng c bình. Được chưa? Thế thì xét trong cái cơ sở chính tắc của nó đó là 1 0 và 0 1. Đồng nghĩa với cơ sở trực chuẩn thì cái quy này nó sẽ có dạng ma trận của nó sẽ có dạng đây là a b bc, được chưa? Rồi tiến hành chéo qua, chéo qua, đây là chéo qua trực giao nha. Đó, nhớ này, để đưa nó về ma trận chéo. À, sau khi đưa về ma trận chéo nghĩa là chúng ta đưa quy này về dạng chính tắc, ra chính tắc trực giao. Sau khi quy đưa về dạng chính tắc trực giao thì bước số 2 của chúng ta là tịnh tiến hệ trục tọa độ. Được chưa? Đấy. Sang hệ trục tọa độ mới. Để phương trình của C có dạng chính tắc. Đó. Có dạng chính tắc có nghĩa là nó có một trong chín cái dạng chính tắc mà hôm trước thầy giới thiệu với các em, để ta biết được nó là đường elip hay đường hyperbol hay parabol hay là cặp đường thẳng song song cắt nhau hay là elip ảo hay parabol, tùy, đúng không? Đấy, nó có rất là nhiều đường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đó để ta làm theo quy trình, được chưa? Các em dựa vào đây các em thấy này, à đây chính là dạng bậc hai của nó này, đây dạng toàn phương của nó, đặt quy bằng 2x bình trừ cho 2 lần xy cộng cho 2 y bình. Đây chính là dạng toàn phương. Được chưa? Xét trong cái cơ sở chính tắc này thì ta có ma trận A của nó sẽ là à đây 2 trừ 1 trừ 1 2. Được chưa? Chéo qua trực giao ma trận A bằng cách A trừ lambda y y 2 đó nhá, định thức nhá. Như vậy nó bằng định thức của gì? 2 trừ lambda trừ 1 trừ 1 2 trừ lambda. Rồi cái định thức này có thể tính ra là bằng 2 trừ lambda tất cả bình phương trừ cho 1. À, cái này khai triển ra là bằng 4 trừ 2 lambda cộng lambda bình phương trừ 1. Như vậy là bằng lambda bình phương trừ 2 lambda cộng 3 bằng 0. Và giải cái này ra thì rõ ràng ta sẽ biết được ngay nghiệm của nó, lambda bằng. Được chưa? Đấy, như vậy là cái này sau khi mà tính ra thì phương trình này sẽ là bằng, nó sẽ có một nghiệm là lambda bằng đây là 2 trừ lambda bình phương
À, xin lỗi, chỗ này nó phải là 4 lần các em. Đấy, thầy bị nhầm chỗ này là 4. Đây là 4 nè, trừ 4 lambda bình nè, cộng lambda bình rồi. Bị nhầm một tí. Như vậy cái này nó sẽ có một nghiệm là bằng 1 và một nghiệm là bằng 3, đúng chưa? Rồi với cái lambda bằng 1 thì ta có cái hệ phương trình riêng ứng với cái giá trị riêng lambda này, nó sẽ là gì? À, bao nhiêu nhỉ? À, hai cái nghiệm là đơn hết cho nên trực chuẩn hóa Gram-Schmidt của nó rất là nhanh. Như vậy chỗ này ta sẽ có được là gì đấy? Cái ma trận này nó sẽ thành là 1 trừ 1 và đây là trừ 1 1 đúng không? Đấy. Như vậy hệ phương trình tương ứng sẽ là x trừ y bằng 0 và trừ x cộng y bằng 0. À, như vậy cái này ta đặt y là bằng u thì x sẽ bằng u luôn. Điều đó có nghĩa là cơ sở của cái không gian con riêng ứng với giá trị riêng lambda bằng 1 nó sẽ có tọa độ là 1 1 và trực chuẩn hóa Gram-Schmidt của nó ta sẽ được là gì? Ta sẽ được cái cơ sở trực chuẩn tương ứng là 1 trên căn 2, 1 trên căn 2. Được chưa? Tiếp lambda mà bằng 3, các em thế vô đây, thế bằng 3 vào đây, như vậy là ta được là cái ma trận nó sẽ là trừ 1 trừ 1. Và đây là trừ 1 trừ 1 luôn. À, như vậy ta được cái hệ phương trình là trừ x trừ y bằng 0. Thế ở đây các em đặt y là bằng v thì x sẽ bằng trừ v. Được chưa? Như vậy cơ sở của cái không gian con riêng ứng với giá trị riêng lambda bằng 3 sẽ là trừ 1 1. Và trực chuẩn hóa Gram-Schmidt của nó chính là chuẩn hóa cái này thôi, là trừ 1 trên căn 2. 1 trên căn 2. Được chưa? Rồi, như vậy ta suy ra được cái ma trận trực giao cần tìm để chéo hóa cái ma trận A này nó sẽ là 1 trên căn 2 trừ 1 trên căn 2. 1 trên căn 2, 1 trên căn 2. Đó, được chưa? Và lúc này CTAC nó chính là cái ma trận chéo 1 3 0 0. Được chưa? Và dạng toàn phương trong trường hợp này nó sẽ có dạng như sau. Quy trong trường hợp này nó sẽ là, ví dụ thầy đặt chỗ này là x phẩy ha, như vậy là x phẩy bình phương cộng 3 lần y phẩy bình phương với phép biến đổi tương ứng là x y sẽ bằng c x phẩy y phẩy. Được chưa? Rồi bây giờ để cho nó tiện là thầy nhân vô luôn nha, thầy nhân luôn ha. Như vậy nó là tương đương x sẽ bằng 1 trên căn 2 x phẩy này trừ 1 trên căn 2 y phẩy này. Rồi, y sẽ bằng 1 trên căn 2 x phẩy này cộng 1 trên căn 2 y phẩy này. Đó. Đây chính là cái phép biến đổi mà chúng ta cần để đưa cái dạng toàn phương quy này về dạng chính tác như thế này. Được chưa? Rồi, sau đó công việc còn lại của các em là gì? Thay cái phương trình này vô trong đây. Được chưa? Như vậy lúc này ta sẽ có phương trình của mặt bậc 2. À, của đường bậc 2, phương trình của đường bậc 2 tương ứng là đó. Như vậy lúc này ta thay cái quy này vô trong đây, đúng không? Như vậy phương trình của nó sẽ là gì? X phẩy bình phương cộng 3 lần y phẩy bình phương trừ 1 bằng 0. À, tương đương với gì? Cái này ta viết lại là bằng x phẩy bình phương chia cho gì? Chia cho 1 bình phương nè. Cộng cho y phẩy bình phương chia cho 1 trên căn 3 tất cả bình phương nè. Bằng 1. Đó. Đây, ta đã đưa được về dạng này. Và trong phần lý thuyết mà chúng ta học về các cái công đoạn phân loại các đường bậc 2 thì đây chính là phương trình chính tắc của một cái gì các em? Một cái elip. Được chưa? Còn nếu cái chỗ này mà dấu trừ thì nó sẽ là một hyperbol, đúng không? Đấy. Như vậy là thầy đã giải xong. Đó. Đây tên gọi của cái đường này chính là một elip. Đúng chưa? Quy trình nó như thế, rất là đơn giản ha. Như vậy là ta đã xong bài số 2 và dưới đây là nội dung bài giải. Các em có thể theo dõi một cách chi tiết hơn và trình bày một cách bài bản hơn. Còn ở trên thầy chỉ có lẽ là hướng dẫn để chúng ta hiểu cái cách làm thôi nha. Đấy, đầu tiên là xét cái dạng toàn phương tương ứng này, lấy ma trận nó ra này, sau đó thầy đi chéo hóa cái ma trận A ha. Đây ma trận C cần tìm là đây, ma trận trực giao ha. Và với cái ma trận này đồng nghĩa với chúng ta có phép biến đổi này, đây chính là một phép quay với góc quay 45 độ. Được chưa? Và sau khi thay vô trong cái phương trình ấy, thì ta được cái phương trình của cái đường bậc 2 tương ứng nó sẽ như này,
và thầy viết lại cho nó gọn hơn thì nó sẽ ra đây là cấu trúc của một cái dạng chính tắc của một cái đường elip. Được chưa? Đó là bài tập số 2, một bài khá là đơn giản để chúng ta làm qua. Bây giờ ta sẽ qua một cái bài tập khó hơn với cái yêu cầu đa dạng phong phú hơn nha. Rồi, bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Nó có dính dáng tới tham số M. Rồi, cụ thể như sau, ở đây người ta cho chúng ta một cái đường bậc 2C. Phương trình cụ thể của nó là 5x bình cộng cho mxy cộng 8y bình trừ cho 32x trừ 56y cộng 80 bằng 0. Trong đó M là một số thật. Bây giờ câu A ở đây người ta yêu cầu là tìm M để cái đường bậc 2C này là không suy biến. Câu B, tìm M để đường bậc 2C là một elip, một hyperbol hay là một parabol. Được chưa? Và câu C là viết phương trình chính tắc của nó trong cái trường hợp M bằng 1. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ ta sẽ làm từ từ. Đầu tiên khi nói tới chuyện suy biến hay không suy biến thì ta phải lập cho được cái mặt trận lớn của cái đường này. Nhắc lại. Được chưa? Đó. Ta phải quay lại kiến thức một chút nha. Rồi, với một cái đường bậc 2 mà chúng ta đã học trong trường hợp tổng quát một cái đường bậc 2C thì nó sẽ có phương trình tổng quát là ax bình cộng cho hai lần, được chưa? Hai lần gì? B xy cộng cy bình phương. Được chưa? Rồi cộng cho gì? Hai lần dx cộng tiếp cho hai lần ai và cộng cho f bằng 0. Được chưa? Đó, đây chính là phương trình của nó. Như vậy dựa vào đây thì chúng ta có đối chiếu với cái này đi. Đó, các em đối chiếu với cái này đi thì các em sẽ cho ra được tóm lại là a bằng mấy. Như vậy a trong trường hợp này nó bằng 5 này. B trong trường hợp này nó sẽ bằng gì? M trên 2 đúng không? M trên 2. Tiếp. C trong trường hợp này nó bằng cái gì? C trong trường hợp này nó là 8. D trong trường hợp này nó là, các em lấy trừ 32 này, các em chia 2 cho thầy ra trừ 16 này. Đúng không? Rồi E trong trường hợp này nó bằng cái gì? Trừ 56, các em chia đâu ra thành đây là trừ 28 này. Và cuối cùng F trong trường hợp này nó sẽ là bằng gì? 80. Được chưa? Rồi, thế thì từ đây các em sẽ lập cho thầy cái ma trận lớn Q. Và Q ở đây chính là Q ngang. Được chưa? Q ngang này nó đích thị là một cái ma trận bậc 3 x 3. Thì các em nhớ này, cái ma trận Q ngang là cái ma trận mà nó được xác định là bằng lấy cái ma trận Q của chúng ta là A, B, rồi đây là B, C này. Đó, người ta ghép thêm một cái dòng, một cái cột ngoài đây nữa. Đó là D, đây là E. À, rồi đây là F. À, còn đây này nó là C, đây là A và cuối cùng là F. Đó, ghép vô là như thế. Đó, thành một cái ma trận như này người ta gọi là ma trận lớn. Thế đồng nghĩa với trong bài toán này thì ta ghép vô là nó bằng cái gì? Ở đây thầy sẽ viết nó vô lại thôi, đúng không? Đấy. Như vậy A ở đây là bằng 5 nè. Rồi B ở đây là M trên 2 nè. Được chưa? D ở đây là trừ 16 nè. Đúng không? Tiếp B ở đây là gì? B ở đây là M trên 2 nè. Rồi C ở đây là 8 nè. Rồi A ở đây là mấy? Trừ 28 đúng không? Được chưa? Rồi tiếp C ở đây là 8. A ở đây là trừ 28. Và cuối cùng F là 80. Đó. Thế bây giờ đề nó nói là tìm M để đường bậc 2 này không suy biến. Nghĩa là chúng ta tính cái định thức này ra và ta cho cái giá trị nó khác không là được, đúng không? Đấy, bây giờ nhiệm vụ của em là tính cái định thức này thôi. Thì cái việc tính định thức này là một cái định thức bậc 3 thì chắc có lẽ nó cũng không khó lắm. Tao phải chịu khó cộng trừ nhân chia một chút. Thế thì để cho nó tiện thì các em có thể xem cái cách làm. Ở đây thầy đã tính cái định thức này ra rồi này. Các em có thể xem xét cái bài làm dưới đây nha. Đây. Đây thầy đã giải ra rồi này ha. Đấy. Đây cái ma trận Q ngang là ma trận lớn của cái đường cong C và thầy đang tính cái định thức ra đây này. Thế thì từ cái bước này mà qua cái bước này á là thầy đang làm gì? Đây.
Có nghĩa là ta nhân trừ 10 vô trong cái dòng 1 này các em, rồi ta cộng xuống dòng 3 nhé. Trừ 10 là thành là trừ 50, trừ 16 là ra trừ 66 này. Đó, trừ 10 thì cái này nó ra là bằng trừ 5M, trừ 28 này, thấy chưa? Cái này là trừ 80 cộng 80 là 0 này. Rồi sau đó thầy khai triển cái định thức này theo cái cột cuối cùng. Thì con 8 này nó nằm ở vị trí dòng 1 cột 3. Đúng không em? Đây. Đây dòng 1 cột 3, đúng rồi. Hệ số của nó ứng với dấu là dấu chẵn. Thực ra nó có trừ 1 mũ 1 cộng 3 chỗ này nữa nè. Đó, mới nhân với 8 rồi mới nhân với cái định thức bỏ đi dòng 1 cột 3. Nhưng mà cái 1 cộng 3 này là số chẵn cho nên thầy không có ghi đó. À, như vậy là chỗ này nó còn lại cái định thức là m trên 2 8 trừ 66 trừ 5 m trừ 28 này. Tiếp khai triển tới con số trừ 28 thì con số trừ 28 này nó nằm ở vị trí dòng 2 cột 3 cho nên dấu của nó là lẻ. Có nghĩa là chỗ này là ghi là trừ 1 mũ mũ gì? Mũ 2 cộng 3 rồi nhân với trừ 28, đúng không? Đấy, rồi mới nhân tiếp với định thức bỏ đi dòng 2 cột 3 ha. Có nghĩa là còn lại 5m trên 2 này, trừ 66 trừ 5m trừ 28 này. Nhưng cái chỗ điều là cái trừ 1 với trừ 28 này nhân lại thành cộng 1 thì ghi chỗ này dấu cộng luôn nè. Được chưa? Rồi việc còn lại của chúng ta là tính mấy cái định thức này. Nhân vô trừ lây, nhân vô trừ lây, cộng hết các lại. Thì sau khi cộng trừ nhân chia và rút gọn thì thầy được tóm lại cuối cùng thầy sẽ được cái biểu thức này này. Được chưa? Rồi như vậy muốn cho cái đường bậc 2C này nó không suy biến thì ta phải cho cái lượng này khác không? Được chưa? Và đây là một cái phương trình bậc 2 thì giải ra nó có hai nghiệm, một nghiệm là 38 phần 5 và một nghiệm là âm 2. Nhá. Như vậy tóm lại muốn cho đường C không suy biến thì cái giá trị M cần tìm nó phải là khác 38 phần 5 và M khác trừ 2 là được. Được chưa? Như vậy là thầy đã làm xong cái câu A nhé. Rồi bây giờ tiếp theo qua câu B này. Thế câu B người ta nói là tìm M để đường bậc 2C là một đường elip, một đường hyperbola và một đường parabol. Nhá. Đây. Thế bây giờ các em để ý vô cho thầy về mặt lý thuyết á. Hôm trước trong cái phần lý thuyết của cái dạng này nè, thầy đã trình bày một cái định lý khá là quan trọng. Của định lý đó người ta gọi là định lý số 1 trong cái video đó đấy. Định lý số 1. Định lý số 1 này có nội dung như thế này nè. Cái đường bậc 2 nó là đường elip nếu như BAC này nè, đó, trừ cho B bình phương này nó phải là số dương. Có nghĩa là cái định thức quy được tạo ra đây này, định thức quy là cái định thức gồm có hai dòng hai cột đầu tiên này, à, nó dương. Thì nó sẽ là một đường elip. Tiếp nó sẽ là một đường hyperbola nếu định thức này âm và nó là đường parabola nếu như cái định thức này bằng không. Đó. Thế các em để ý vô đây là A nhân C là nó bằng mấy? 8 nhân 5 là 40 này. Như vậy cái lượng này nó là 40 này. Được chưa? 8 5 40 này. Trừ cho B bình phương là trừ M bình trên 2. Nghĩa là M bình trên 2 bình phương là 4 đó. Đó. Như vậy các em sẽ lần lượt giải cho thầy những cái bậc phương trình nha. 40 trừ m bình phương lớn hơn 0, 40 trừ m bình phương nhỏ hơn 0 và 40 trừ m bình phương bằng 0. Thì cái việc mà giải bất trình này rất là dễ, đúng không? Đấy, ta thấy ví dụ như là 40 trừ cho m bình phương trên 4 mà dương. À, thế thì tương đương với gì? À, ở đây là m bình phương nhỏ hơn 160 ha. À, nghĩa là m nó nằm trong cái đoạn từ trừ căn 160 đến căn 160. Thì lúc này cái đường này sẽ là elip. Rồi ngược lại thì M sẽ lớn hơn căn 160 hoặc nhỏ hơn gì? Trừ căn 160 thì nó là hyperbola. Còn M mà bằng cộng trừ căn 160 thì nó là parabola. Được chưa? Đó là cách. Như vậy là ta đã giải quyết xong cái câu B, đúng không? À. Thế thì dựa vào trong cái câu này thì ta thấy rằng là câu C là nếu viết phương trình chính tắc của C khi M bằng 4. Như vậy M bằng 4 ở đây á, là nói gì các em? À, bình phương lên là nó nhỏ hơn 160 chưa? Đấy, như vậy cái câu M4 này thì suy ra được cái phương trình chính tắc của C này nó chính là phương trình của một elip. Đúng chưa? Đấy, nó phương trình của nó là một cái phương trình của một cái đường elip. Mà phương trình của đường elip thì chính tắc của nó sẽ có dạng là x bình trên a bình cộng y bình trên gì các em? B bình là phải bằng gì? Bằng 1. Đúng chưa? Đó, các em làm sao không biết mà cuối cùng các em phải đưa nó về dạng như thế này cho thầy. Được chưa? Còn A ở đây bao nhiêu, B ở đây bao nhiêu thì công đoạn còn lại chúng ta là tính toán nha. Đấy, đó là câu C. Việc viết phương trình chính tắc của một cái đường cong C thì quy trình của nó là như ở trong cái bài số 2 thầy đã trình bày. Đầu tiên là lấy cái dạng toàn phương này ra. Được chưa? Thay cái M bằng 4 vào đây cho thầy nè. Rồi, lấy cái dạng toàn phương này ra, đưa nó về dạng chính tắc trực giao. Được chưa? Sau khi đưa về dạng chính tắc trực giao thì thế cái
cái phép biến đổi đó thế lại vô trong cái phương trình này này. Và sau khi thế lại phương trình này rồi bắt đầu mới tính tiến cái hệ trục tọa độ đi một lần nữa là sao? Được chưa? Đó là cách làm. À. Rồi bây giờ để cho nó tiện thì các em có thể theo dõi cái bài làm như này, vì thầy đã làm rồi cho nên là không muốn trình bày lại những cái vấn đề nó lặp lại nhiều lần quá là không nên nha. Rồi các em có thể xem xét cái bài như này. À, hồi nãy ta có câu A rồi đúng không? Bây giờ câu B của chúng ta đây. À, đấy, elip khi AC trừ bên phương là dương, và thầy giải ra được M tương ứng là cái này đây. Được chưa? À. Rồi đường hyperbol có nghĩa là AC trừ bên phương là âm, như vậy M tương ứng là cái này. Đúng không? Đấy. Rồi tiếp theo C là parabol khi AC trừ bên phương là bằng 0, như vậy là giải ra M đây. Thế thì câu C là cái khâu mà khi M bằng 4, có nghĩa là rơi vào tình huống này. Như vậy kết quả của nó là một đường elip mà đã là chính tắc của elip thì như hồi nãy thầy đã trình bày. Nó sẽ là x bình trên a bình cộng y bình trên b bình bằng bằng 1 ha. Rồi bây giờ quy trình làm như sau, đầu tiên thầy lấy cái M bằng 4 ta thế vào trong cái phương trình của cái tổng quát của cái đường cong C đó đây. Được chưa? Rồi sau đó thì trích cái dạng toàn phương ra nè. Đó cái dạng toàn phương thầy trích ra nè. Thì với cái dạng toàn phương này mà trong cái cơ sở chính tắc tương ứng của R2 đó thì nó sẽ là 5 8 hàng tử đường chéo chính, và cái này lấy 4 chia 2 là này 22 này. Rồi, bước tiếp theo là chéo hóa trực giao. Thì cái việc chéo hóa trực giao này có mặt trận A này được xem như là bài tập về nhà. Thầy không trình bày lại ở đây lần nữa, đúng không? Vì trình bày nữa thì nó cũng thế thôi, quy trình nó chả có gì khác cả. Ở đây thầy chỉ giới thiệu các em cái đáp số là gì. Cái ma trận C mà thầy tìm được trong trường hợp này nó chính là cái ma trận này. Đây gọi là ma trận chuyển cơ sở này. Và đây là một ma trận trực giao. Được chưa? Thì với cái ma trận này thì CTAC nó sẽ là ma trận chéo chiến 4. Ứng với hai cái giá trị riêng, một cái lambda bằng 9 và một cái lambda bằng 4 của cái ma trận A này. Và lúc này cái phép biến đổi tương ứng của chúng ta trong trường hợp này là x sẽ bằng C x phải y phải ha, có nghĩa là cái phép biến đổi là x y lúc đầu của chúng ta đây này nó sẽ bằng cái ma trận C này nhân cho cái biến mới x phải y phải. Đây là phép biến đổi, và thầy viết một cách chi tiết nó ra là cái này này. Đó. Thì các em phải để ý cái phép biến đổi này, vì cái phép biến đổi này nó quan trọng ở cái chỗ là ta phải thay lại vô trong cái phương trình của chúng ta. Đó, các em phải thay lại vào đây. Được chưa? Rồi, sau khi mà có cái phép biến đổi này các em thay lại vô đây thì riêng cái dạng toàn phương này thì nó có dạng chính tắc. Có nghĩa là cái lượng này sẽ viết là 9 x phẩy bình cộng 4 y phẩy bình. Nha. Đây. Còn cái lượng này bao nhiêu thì các em lấy x và y này các em thế vô trong này cho thầy này. Đúng không? Đây, bây giờ ta thế vô luôn nha. Như vậy chỗ này là -32 này, thầy viết nháp vào này cho nó dễ thấy nè. -32 này. Rồi các em lấy x chỗ này nhá. X chỗ này của chúng ta nó thành là -1 trên căn 5 đúng không? X phải đúng chưa? Rồi -2 trên căn 5 vậy. Y phải chưa? Đó. Tiếp chỗ này là -56 nha các em, -56. Đấy. Thế thì y của chúng ta nó là cái lượng này nè, 2 trên căn 5 x phải và cộng 1 trên căn 5 y phải chưa? Đó. Như vậy nếu ta cộng dồn lại thì cái chỗ này các em sẽ thấy là -32 này, mà -56 nhân 2 là 112 chưa? Đó, với 32 này nữa nó ra -144 này, các em thấy chưa? Đó, như vậy dưới mẫu là căn 5, như vậy cộng lại nó ra -144 trên căn 5 x phải chưa? Còn cái lượng toàn phương này nó chính là dạng chính tắc này rồi. Tiếp, cái này nhân vô đây là trừ thành là 64 trên căn 5 y phải gì nữa. 64 mà trừ cho 56 là ra còn 8 chưa? Được chưa? Đó, trên căn 5 y phải này. Rồi, thì còn cái lượng tự do còn lại là con 80 này thì viết lại như cũ thôi, đúng không? Đấy, cộng 80. Như vậy phương trình của cái đường cong C, có nghĩa cái đường mặt 2C này trong cái cơ sở mới à, nó sẽ có dạng như này. Tuy nhiên cái dạng này nó chưa phải là dạng chính tắc mà ta cần tìm. Cho nên tới đây các em phải thực hiện cho thầy một cái phép biến đổi nhỏ nhỏ nữa. Đó là gì? Làm sao cho những cái này nó dồn lại thành bình phương. Nó dồn lại thành phương. Thế cái việc dồn lại thành bình phương có nghĩa là các em phải làm cho thầy một công đoạn, đó là dùng một cái phép biến đổi tình tiến, đúng không? Bằng cách nhóm các cái số hạng này lại cho nó thành một cái bình phương. Đó, ví dụ như x phải đi với x này, y phải bình phương này đi với y phải này. Đó, thì thầy nhóm như sau nhé. Bây giờ thầy sẽ lấy cái anh chính này đó, thầy đặt thử số chung và thầy lâu cái anh chàng x bình phương này, x phải bình phương này này. Đó, thì mới trừ cho gì? Cái này mà đặt chính làm thử chung thì chỗ này nó phải thành trừ cho 144 này chia cho 9 căn 5 đúng không? Đúng không các em? Đấy, rồi mới nhân cho x phải chứ gì nữa. Đúng không? Thế thì để cho nó tiện thì các em phải rút gọn cái 144 chia 9 căn 5 này đi, đúng không? Đấy. Thế thì nó sẽ ra là cái chỗ này rút gọn đi nó bằng 16 trên căn 5 này.
Được chưa? Thế 16 trên căn 5 thì các em viết lại thành là 2 lần 8 trên căn 5. Rồi, thì cái lượng này nó sẽ là x phải viết theo này. Như vậy các anh chàng nó là a bình phương rồi nè, trừ cho 2 lần nè, a nhân b nè. Như vậy ta phải thêm vào đây một lượng là 8 trên căn 5 bình phương nữa. Rồi trừ 8 trên căn 5 bình phương. Đó, thì riêng cái số hạng, riêng hai cái số này thì nhóm với nhau để tạo thành cái này rồi nè. Thế các em để ý rằng là riêng ba cái số hạng đầu này là nó thành là 9 này. Như vậy chỗ này là x phải trừ cho 8 trên căn 5 đúng không? Bình phương đúng chưa? Rồi, rồi ở đây là thầy trừ ra nè, 9 nè, 9 mà nhân với 8 trên căn 5 bình phương đúng không? Đấy, đó, 9 mà nhân với lại là, ở đây là 8 nè, trên căn 5 bình phương. Đó, các em chờ tí thầy bấm máy tính thử nha, coi thử nó ra bao nhiêu. Như vậy ở đây là nó trừ ra được là gì? Ở đây nó sẽ ra là 576 chia 5 đó. Được chưa? Đó thầy thêm bớt như thế. Rồi bây giờ tới cái anh thứ hai này nè, thầy cũng nhóm cái số hạng nó lại. Như vậy ở đây thầy sẽ đặt cái con 4 này ra làm thừa số chung. Như vậy trong này nó còn lại là y phẩy bình này. Rồi như vậy chỗ này nó cộng cho 2 trên căn 5 rồi y phẩy đúng không các em? Đó. Như vậy cái này viết lại thành 2 nhân cho 1 trên căn 5 để nó thành một cái lượng của hàng nguyên thức này. A bình cộng 2 lần này, A rồi nhân B, như vậy chỗ này cộng cho 1 trên căn 5 bình phương như thầy. Rồi trừ cho 1 trên căn 5 bình phương như thầy. Được chưa? Đó, như vậy riêng cái lượng này là nó thành là 4 nhân y phẩy cộng 1 trên căn 5 tất cả bình phương trừ cho chỗ này là thành 4 phần 5 chưa? Đó, cái 4 phần 5 này nè, các em cộng với 576 chia 5 đây nữa, rồi các em cộng với 80 này ra cho thầy, để cho nó ra như vậy. Tóm lại là cái lượng này sau khi mà biến đổi nữa ra nè, 9 nhân gì? Nhân cho x phẩy nè, trừ cho 8 trên căn 5 tất cả bình phương, rồi cộng xuống đây cho 4 nè, y phải cộng 1 trên căn 5 này, tất cả bình phương này. Đó, các em phải làm như này để cho nó thành bình phương đó. Dồn hết mấy cái anh bậc nhất này vô với cái anh bậc 2 này tạo thành hạng thức. Được chưa? Rồi còn cái lượng dư dâu nó ra này. Ở đây là trừ 576 phần 5 nhé. Rồi trừ cho 4 nhé. Phần 5 nhé. Rồi cộng 80 như vậy. Chỗ này nó là trừ này. 576 phần 5 này. Trừ 4 chia 5 này. Cộng 80 này. Được chưa? Đó bằng 0. Thế cái lượng này các em cộng hết lại rút gọn cho thầy. Ha? Là nó ra bao nhiêu? Đấy, 576 mà các em cộng 4 đi. Ở đây thì trừ 80 luôn ha. Đó, như vậy chỗ này cái lượng này nó ra trừ 36 nha các em. Được chưa? Đó, như vậy nó sẽ gọn lại đúng không? Đây, thế thì các em thấy này, sau khi thầy biến đổi thì nó ra kết quả đây này. Đó, đây chính là cái kết quả mình tính nãy gì đó. Rồi, tới đây các em sẽ chia cái con 36 này qua để mục tiêu cuối cùng của mình nó phải có dạng là x bình trên a bình cộng y bình trên b bình bằng 1 mà. Mục tiêu của mình là như vậy mà. Vì hồi nãy chúng ta đã nhận diện rằng đây chính là đường elip đâu mà. Cho nên bây giờ ta phải viết cái biểu thức này sao cho nó có dạng như này. Đó, thầy đang viết nó có dạng như vậy là chia 36 để cho nó ra bằng 1 này. Các em thấy chưa? Rồi, như vậy rút gọn con 9 với con 4 này ta được ở đây biểu thức này. Đó, nó bắt đầu nó có cái hình thù giống như này rồi này. Các em thấy cái phương trình nó hình thù giống y rồi chưa? Rồi bây giờ việc còn lại các em đặt cái x lớn cho thầy bằng cái lượng này và đặt cái y lớn cho thầy là bằng cái lượng này là xong. Được chưa? Rồi, ở đây thầy đặt x lớn là bằng x phẩy trừ 8 trên căn 5, y lớn là bằng y phẩy cộng 1 trên căn 5. Được chưa? Thế để cho nó tiện trong các phép biến đổi từ đầu đến cuối thì các em rút x phẩy này ra. Như vậy là x phẩy là bằng x lớn này cộng 8 trên căn 5. Rồi y phẩy là bằng y lớn này cộng trừ 1 trên căn 5. Được chưa? Các em lấy cái x phẩy y phẩy này, các em thế vào trong cái biểu thức biến đổi ở đây này. Đây, thế nó vào trong cái biểu thức này. Đó, được chưa? Để ta biết rằng là tóm lại cái anh chàng xy này anh tính như thế nào theo x lớn gì lớn. À, thế thì sau khi thế vô mà rút gọn thì các em được, đây ta có được một phép biến đổi hoàn chỉnh. Đây chính là phép biến đổi cuối cùng. Đó, cần tìm.
chuyển từ cơ sở chính tắc sang một cơ sở mới, rồi tịnh tiến nó đi một cái vector có tọa độ là 23 này ha. Đó, thì cái phép này người ta gọi là phép tịnh tiến. Tịnh tiến cái hệ trục tọa độ đi. Nha. Rồi thế tịnh tiến nó đi thì lúc này cái phương trình này nó sẽ biến thành phương trình này. Đây, và đây đích thị là phương trình chính tắc cần tìm và nó có cấu trúc của một cái phương trình đường elip. Được chưa? Đó. Thế trong cái bài tập số 2 thì cái công đoạn này chúng ta không có làm vì nó không có cái bộ hệ số bậc nhất. Vì sau khi chuyển cái nó ra chính tắc luôn à, chứ nó không có thêm bớt tính toán gì cả. Thì trong cái bài tập này nó có thêm cái bước này nữa thì các em để ý. Được chưa nào? Đó. Và sau khi mà đưa cái dạng toàn phương về dạng chính tắc thì cái công đoạn cuối cùng là cái phép biến đổi này người ta gọi là phép tịnh tiến này. Chỉnh sửa đây một chút bằng cách thêm bớt các số hạng để thành những cái biểu thức bậc 2 hàng đẳng thức đó. Ha. À, được chưa nào? Đó là bài tập số 3. Bây giờ thầy sẽ qua một cái bài tập nữa dành cho cái phần mặt bậc 2. Thì cách làm của nó cũng tựa tựa giống như cái đường bậc 2 này thôi, không có gì khác cả. Cho nên thầy sẽ giới thiệu một cái bài tập về mặt bậc 2 và phân loại mặt bậc 2 để các em làm quen. Được chưa nào? Đấy. Rồi, bài tập số 4. Đấy, bài tập số 4 là một cái bài tập nó cũng y chang cái mô đề của bài tập số 3 nhưng được áp dụng cho mặt bậc 2. Được chưa? Rồi, ở đây các em để ý vô cho thầy nè. À, người ta cũng cho chúng ta một cái mặt bậc 2 phụ thuộc theo cái tham số M. Đây, phương trình ở đây khá là lằng nhằng ha. Rồi. Tiếp theo người ta nói rằng tìm tham số M để cái mặt bậc 2L này là không suy biến. Đó. Câu B là tìm tham số M để cho cái mặt bậc 2 này là một cái mặt elipsoid hay là mặt hyperbolic hay là mặt parabolic. Đó. Câu C là viết phương trình chính tắc của cái mặt bậc 2 này trong trạng thái M bằng 15. Được chưa? Rồi. Đó, bây giờ ta sẽ làm nha. Đầu tiên là thầy nhắc lại cái cấu trúc hay là cái phương trình tổng quát của một cái mặt L trước nhé. Đó, phương trình tổng quát của một cái mặt L thì nó sẽ khá là dài dòng. Ở đây thầy nhắc ra trước này, AX bình phương cộng cho 2 lần BXY. Được chưa? Rồi cộng cho C 2 lần CXY. Đó. Rồi cộng cho DY bình. Rồi cộng cho 2 lần AYY. Rồi cộng với F lớn Z bình. Rồi gì nữa? Cộng cho 2 lần Rx. Cộng 2 lần gì? HY. Rồi cộng cho 2 lần KZ. Và cuối cùng là cộng cho hệ số tự do L bằng 0. Đó, đây chính là phương trình tổng quát của một cái mặt bậc 2. Đó, nó gồm có những cái bậc 2 này. Và đây là bậc nhất, còn ở đây là số tự do. Thế các em đối chiếu vào đây các em cho thầy biết là tóm lại A nó bằng mấy. Ta phải viết hết nó ra nè. A cho lại là 22 nè. Rồi B ở đây là bằng cái gì? Đây dính tới XY các em chia đầu rồng 4 cho thầy hả? C là bằng cái gì? XZ đâu? Ở trong này các em nhìn vô ra nó không có cái bộ XZ nha. Đó, nghĩa là C bằng 0. Tiếp. D là gì? Y bình phương 28 nè. Rồi tiếp. E là gì? E là dính tới cái bộ YZ đúng không? YZ các em nhìn vô đây các em cũng thấy nó không có, nó chỉ có XY không à. À, như vậy là A bằng 0. Tiếp F. F là dính với Z bình phương, như vậy nó bằng M này. R. R là hệ số bậc nhất theo X, đây 112, như vậy các em chia đâu nó ra, như vậy là trừ cho 56 đúng không các? Rồi. Tiếp theo là H. H thì nó đi với Y. Đi với Y là 184 này. Nha. Đấy, 184 thì sẽ là trừ gì? Trừ 92 đúng không? Đó. Rồi, các em chia đâu nha. Rồi tiếp tục tới K. K là nó đi tới hệ số bậc nhất, chia đâu ra trừ 15 này. Và cuối cùng L là 343. Được chưa? Đấy. Bây giờ đề nó nói này, tìm tham số để mặt bậc 2 không suy biến có nghĩa là nó dính dáng tới cái ma trận lớn của cái mặt bậc 2. Được chưa? Rồi cái ma trận lớn của mặt bậc 2 thì nó được tạo ra từ cái ma trận nhỏ mà ghép thêm một cái vector cột vào nữa, một cái dòng và một cái cột vào nữa, và nó là một cái ma trận cấp 4x4. Và cụ thể tên của nó sẽ gồm có các ma trận sau đây. Đây là A, B, C này. Đây riêng cái dạng bậc 2 của nó này. Rồi đây là R. Đấy. B, D. Đây là E, đây là H. Nha. Rồi tiếp theo đây sẽ là C, E, F.
Đó. CIF vì cái này bậc 1 bậc 1 không? Rồi. Đây là K. K. Đó. Và cuối cùng là cái chỗ này là L, cái góc dưới cùng này là L. Chỗ này sẽ là RH K. Được chưa? Đấy, như vậy các em thấy rằng cái ma trận nhỏ của nó là chính là cái ma trận của cái dạng toàn phương này. Đó. Đây chính là ma trận của cái dạng toàn phương này. A là bậc 2 này. D là bậc 2 theo y này, F là bậc 2 theo z này. Còn cái B này chính là hệ số y này, C là hệ số x này. Còn E là hệ số y z đó. Đây chính là cái quy nhỏ. Quy không, không có quy ngang. Cái này gọi là ma trận nhỏ của cái mặt bậc 2. Và nó chính là ma trận của cái dạng toàn phương. Còn cái ma trận lớn là cái ma trận mà bổ sung thêm cái cục cuối vào nữa, là cái bổ sung thêm các cái hệ số của cái bậc nhất x, y, z tương ứng nha. R, H, K, L. Được chưa? Đấy, nó cũng dễ nhớ thôi, không khó lắm đâu. Rồi các em ráp vô trong cái đây. Như vậy là trong trường hợp này quy ngang của chúng ta cụ thể nó sẽ là cái ma trận sau đây. A đây là 22 thầy điền vô này. Rồi B ở đây là 4 này. C ở đây là 0 này. R ở đây là trừ 5, 6 này. Được chưa? Tiếp B ở đây là 4 này. D ở đây là 28 này. Rồi E ở đây là 0 này. Rồi H ở đây là trừ 92 này. Được chưa? Rồi C ở đây là 0 này. E ở đây là 0 này. F ở đây là M này. Đó. Rồi K ở đây là trừ 15. Cuối cùng là trừ 5, 6, trừ 92, rồi trừ 15 và L là 343. Được chưa? Đó. Đây chính là ma trận quy lớn. Thế thì cái đề này nó yêu cầu là chúng ta tìm M để ma trận cái L này không suy biến, nghĩa là cái ma trận quy này không suy biến. Như vậy buộc các em phải làm cho thầy công đoạn đó là đi tính cái định thức của quy ra. Quy ngang này ra. Thế các em để ý rằng cái định thức quy ngang này ta có thể khai triển nó theo cái dòng 3 hoặc cái cục 3 này đều được, đúng không? Vì ở đây nó có rất là nhiều con số 0. Ta có thể khai triển nó. Và những cái định thức cấp 3 này các em có thể tính máy tính cho nó nhanh. Được chưa? Xách máy tính ra bấm cho nó nhanh nha. Thế thì ở đây thầy cũng đã tính rồi và các em có thể xem sát cái bài giải của chúng ta. Cứ tính nó ra và coi thử nó bằng bao nhiêu rồi ta cho cái kết quả này khác không là ta suy được M tương ứng thôi. Được chưa? Đó. Và để cho nó tiện chứ còn ở đây trình bày nó lằng nhằng thế này thì cũng khá là mệt. Đây, ở đây thầy đã tìm ra được ABCDEF RH KL rồi này. Ráp vô trong cái ma trận quy lớn này. Tính cái định thức của ma trận quy lớn bằng cách khai triển cái nó theo cái cột thứ ba đó. Đây thầy khai triển theo cái cột thứ ba này thì những cái ma trận này đều là ma trận có hệ số cụ thể cả, cho nên các em có thể lấy máy tính các em tính được, vì những cái máy tính hiện nay nó hỗ trợ chúng ta tính những cái định thức cấp 3 hết rồi. Đây nhập vô tính thì kết quả đây nó sẽ ra là trừ 27.000 m trừ cho 135.000, số nó hơi lớn rồi. Thế thì tới đây thì chúng ta yêu cầu là L nó không suy biến khi cái kết quả này khác không. Điều đó chứng tỏ ta rút ra được M này nó khác 5. À khác trừ 5. Được chưa? Đây chính là giá trị M cần tìm. Được chưa nào? Đó. Đấy thì câu đầu tiên thì nó cũng tựa tựa giống như cái bài tập số 3 thôi, không có gì khác cả. Có điều cái ma trận nó lớn hơn, tính nó hơi lằng nhằng hơn một chút. Rồi bây giờ câu tiếp theo là cái câu B. Câu B thì nó dính dáng tới một cái phần lý thuyết mà chúng ta đã học ở trong cái phần video trước, đúng không? Thầy đã trình bày đó. Đây, đó là gì? Nhận diện một cái đường cái mặt bậc 2 nha. Đó. Thế bây giờ thầy sẽ nhắc lại vì chắc chắn là các em đã quên rồi. Khi nào một cái mặt bậc 2 nó là gì? Mặt elipsoid ha. Đây nhắc lại này. L là elipsoid. Khi và chỉ khi elipsoid ở đây nó có thể là elipsoid ảo ha. Đấy, khi và chỉ khi cái dạng toàn phương quy của mình đây này nó là dạng toàn phương xác định dấu. Xác định dấu đây có nghĩa là xác định dương hoặc được chưa? Rồi. Tiếp theo là gì? Là L là mặt hyperbolic. Đó. Mặt hyperbolic ở đây có thể là một tầng hoặc hai tầng tùy khi và chỉ khi cái dạng toàn phương của chúng ta đó, cái chỉ số của quy
Và chỉ số ở đây chính là chỉ số quán tính, đúng không? Của quy này nó sẽ là 1 hoặc trừ 1. Trừ 1 cũng được mà trừ 1 cũng được. Đấy. Và cuối cùng nó sẽ là mặt parabolic. Khi và chỉ khi là cái dạng toàn phương quy này nó suy biến. Đó. Được chưa? Rồi, khi nhắc tới dạng toàn phương quy thì ta cần phải đề cập tới ma trận nhỏ. Đây, ma trận nhỏ hồi nãy thầy đã trình bày ở đây. Ma trận nhỏ của chúng ta trong trường hợp này nó sẽ là 22 40. Đây là 4 28 0 0 0 mà. Đó chính là cái ma trận cấp 3 này các em. Đây chính là ma trận nhỏ của chúng ta. Được chưa? Rồi, thế khi nào thì một cái dạng toàn phương nó xác định dương hoặc âm? Đây, thầy nhắc lại một tí. Đối với trường hợp này chúng ta nên dùng cái định lý Jacobi. Bàn về dạng toàn phương xác định dương hay âm mà không nhắc gì tới cơ sở của nó đó thì ta nên dùng Jacobi cho nhanh. Thế để tính Jacobi thì các em tính cho thầy các cái định thức con chính. Định thức con đầu tiên là delta 1, nó chính là bằng hệ số ở dòng 1 cột 1, chính là 22 này. Tiếp delta 2 chính là định thức cấp 2 lấy hai dòng cột đầu này tạo với nhau như vậy 22 4 này. Đây 4 28. Được chưa? Đấy, thì các em cái này thì các em có thể tính rất là nhanh ha. Đấy, cái này ta tính rất là nhanh. Nó sẽ ra bao nhiêu? Cái này là lấy 22 nhân cho 28. Các em chờ tí. Cái này trừ cho 16 nữa này. Đó là bằng 600 các em. Được chưa? Rồi, tiếp tục ta tính delta 3. Delta 3 là cái định thức mà quy này luôn. Mà định thức quy này ta thấy là riêng cái dòng 3 cột 3 nó có một con m thì như vậy nó bằng m nhân cho định thức của 22 4 4 28 giờ. Và nhớ rằng là cái con này nó nằm ở vị trí dòng 3 cột 3 cho nên dấu của nó là chẵn nhé. Như vậy nó bằng 600m. Thế mục tiêu của chúng ta là gì? À, một cái dạng toàn phương là xác định dương. Đấy, quy này xác định dương. Khi và chỉ khi tất cả các delta này dương hết. Có nghĩa là delta ri này dương hết. Với ri chạy từ 1 đến 3. Quy này là xác định âm. Khi và chỉ khi delta 1 âm, delta 2 dương và delta 3 lại âm. Đó. Được chưa? Như vậy trong bài toán này nó không thể xác định âm được vì lý do cái delta 2 ta tính ra nó dương mất. Nó là 600 này. Như vậy cái trường hợp mà quy xác định âm là không thể xảy ra. Như vậy muốn cho cái mặt này trở thành mặt ellipsoid thì khi và chỉ khi quy dương thôi. Mà quy xác định dương nghĩa là 600m này dương, hay nói khác m dương là giá trị cần tìm. Được chưa các em? Đấy, như vậy là xong ngay. Được chưa? Rồi, với cái quy ta tính ra thì lúc này dạng chính tắc của quy. Ở đây thầy đang nói tới dạng chính tắc, không nói tới dạng chính tắc trực giao nghe các em. Dạng chính tắc của nó mà xác định theo cái phương pháp Jacobi này thì quy nó sẽ được viết là bằng gì nhỉ? 1 trên delta 1. Đúng không? 1 trên delta 1 như vậy là đây là dấu dương. Đấy, đây thầy nhắc lại này. Đây là chỗ này thầy sẽ ghi là x phải đi nha. Bình phương cộng cho delta 1 chia delta 2. Y phải bình phương cộng cho delta 2 chia delta 3 là gì nha nhà? X phải bình phương. Đây chính là phương trình của nó. Và trong trường hợp là quy delta 1, delta 2, delta 3 khác không là được, đúng không? Đây chính là dạng chính tắc của nó. Thì tất nhiên đối với dạng chính tắc này ta thấy nè, riêng cái delta 1 này nó mang dấu cộng này, delta 1 chia delta 2 cũng mang dấu cộng này. Chỉ còn một cái trường hợp cuối cùng này là chưa biết thế nào thôi, vì ở đây nó phụ thuộc vào m. Như vậy tiếp theo chúng ta thấy muốn cho cái mặt L này trở thành mặt hyperbolic thì chỉ số quán tính của nó sẽ là 1 hoặc trừ 1. Được chưa? Đây. Thế thì bây giờ ở đây chúng ta phải biện luận theo M. Hả? Biện luận theo M. Thế trường hợp mà M nó bằng 0 luôn thì sao? Đấy. M bằng 0, điều đó chứng tỏ rằng dạng toàn phương này suy biến. Mà dạng toàn phương này suy biến thì nó chỉ còn lại gì các em? Chỉ có hai cái này thôi. Như vậy delta 1 và delta 2 thôi. Điều đó chứng tỏ rằng nếu như nó là suy biến thì cái chỉ số quán tính của nó là chỉ số dương. Người ta gọi là X là chỉ số dương. Nó có hai dấu cộng.
Được chưa? Và chỉ có số quán tính T ở đây là bằng 0. Chỉ số quán tính âm nó không có. Được chưa? Cái chỗ này không xác, trường hợp suy biến thì cái chỗ này không có đâu. Đó. Rồi. À, như vậy trường hợp này thì quy nó cái chỉ số của nó có nghĩa là suy ra x trừ t nó bằng 2, nó khác cộng trừ 1, điều này không được. M bằng 0 không thỏa. Tiếp theo là M mà dương. M mà dương thì cả ba cái delta này nó dương hết, có nghĩa là nó rơi vào trường hợp x là bằng gì? X là bằng 3, vì khi ta đưa về dạng chuẩn tắc mà các em. Đưa về dạng chuẩn tắc thì quy lúc này nó sẽ bằng x1 x phẩy bình phương cộng y phẩy bình phương cộng x phẩy bình phương. Đây chính là dạng chuẩn tắc của nó. Được chưa? Đấy. Như vậy là x là bằng 3 và t là bằng 0. Như vậy chỉ số của nó là x trừ t là bằng 3, cũng khác cộng trừ 1 luôn, trường hợp này bị lỗi luôn. Trường hợp cuối cùng là m âm. À, m âm thì lúc này ký delta 2 chia delta 3 này nó sẽ là số âm. À, như vậy lúc này ta có x là bằng 2 và t là bằng 1. Được chưa? Như vậy nó có hai giá trị dương và một giá trị âm. Trường hợp này thì phương trình dạng chuẩn tắc của dạng toàn phương nó sẽ có dạng như này. Được chưa? Đó, thì ta suy ra được chỉ số quán tính của nó là x trừ t này sẽ là bằng 1. Như vậy nó thỏa mãn điều kiện này. Được chưa? Như vậy trong cái trường hợp thứ hai, mặt L sẽ là mặt elip hyperbolic khi và chỉ khi M âm. Được chưa? Đó. Rồi như vậy là ta đã xong trường hợp thứ hai nhé. Và trường hợp cuối cùng là mặt parabolic. Người ta bảo rằng là cái mặt L mặt parabolic khi và chỉ khi quy suy biến. À, quy suy biến, điều đó chứng tỏ rằng delta 3 này bằng 0. Được chưa? Định thức của quy bằng 0. Mà định thức của quy bằng 0 nghĩa là M bằng 0. Được chưa? Như vậy trường hợp này rất là dễ, ta có thể kết luận ngay. Được chưa? Đây, như vậy là riêng câu B ta đã có kết luận nha. Đây, các em có thể theo dõi cái trình bày của câu B dưới đây. Đấy, tất nhiên này đã trình bày rồi, làm rồi á. Nhưng mà cũng phải để cho các em xem cái bài làm nó chi tiết. Đó, đây chính là cái câu B của chúng ta. Được chưa? Xác mặt đồng quy, tính các cái định thức còn chính ra, rồi kết luận theo cái điều kiện của chúng ta. Đây là cái trường hợp mặt elipsoid M cần tìm. Trường hợp thứ hai là mặt hyperbolic một tầng hoặc hai tầng là M nhỏ hơn 0. Trường hợp thứ ba là trường hợp parabolic M bằng 0. Được chưa? Rồi bây giờ ta sẽ qua câu cuối cùng. Câu cuối cùng ở đây người ta yêu cầu là người bắt chúng ta phải viết cái phương trình chính tắc của cái mặt bậc hai này mà trong trạng thái khi M bằng 15. M bằng 15 chính là M đang lớn hơn 0. Mà M đang lớn hơn 0, như vậy cái mặt của chúng ta sau khi đưa về chính tắc nó có dạng elipsoid. Mà đã có dạng elipsoid thì phương trình chính tắc của nó sẽ có dạng như sau: x bình trên a bình cộng y bình trên b bình cộng z bình trên c bình bằng 1. Đây chính là phương trình chính tắc của một cái mặt elipsoid. Còn ngoài ra chúng ta còn tới mười mấy cái mặt dạng chính tắc nữa, phương trình chính tắc nữa, thì các em xem lại cái video trước để ta biết được nó có bao nhiêu cái dạng chính tắc. Đó. Thì trong trường hợp này thì sau khi thì thấy rằng đối chiếu với câu B thì cái mặt chúng ta đưa về chắc chắn nó phải có dạng như này. Được chưa? Rồi bây giờ nhiệm vụ còn lại của chúng ta là thế cái M bằng 15 vào đây. Được chưa? Rồi bắt đầu chúng ta đưa về dạng chính tắc. Thế kỹ thuật đưa về dạng chính tắc nó đúng y quy trình giống như là trong bài tập số 3, nhưng có điều áp dụng cho cái dạng toàn phương trong trường hợp này là dạng toàn phương thứ 3 biến lận, chứ còn nó không có gì khác cả các em. À, rồi. Thế thì đối với dạng toàn phương 3 biến thì các em thay 15 vô đây. Được chưa? Rồi, đối với trong cơ sở chính tắc của nó là đây nè. Rồi các em cũng đi chéo quá trực giao cái mặt trận này ra cho thầy. Ha. Đưa cái dạng toàn phương chúng ta về dạng chính tắc và tìm cho được cái phép biến đổi cơ sở từ ngữ. Đấy, cái quan trọng là cái đó. Được chưa nè? Rồi, bây giờ để cho nó tiện theo dõi và khỏi phải lằng nhằng trong khâu trình bày á, thì các em có thể xem cái bài làm của cái bài tập số 4 dưới đây nha. Đấy, ta có thể theo dõi cho nó tiện nè. Vừa theo dõi và xem thầy hướng dẫn, nó cũng dễ hiểu thôi, không khó lắm. Đây là câu C. Đầu tiên là thầy mới lấy cái con M bằng 15 á. À, thầy mới thay vô trong cái vị trí của M nó là 15z bình phương. Rồi thì lúc này cái dạng toàn phương tương ứng mà trích ra từ cái phương trình của L nó chính là cái này. Đó, nó chỉ có 1, 2, 3, 4 số hàng đầu thôi, còn cái lượng này nó không phải. Rồi với 4 số hàng đầu này thì cái ma trận của nó trong cái cơ sở chính tắc tương ứng là ma trận này. Tiến hành chéo hóa trực giao của ma trận A. Được chưa? Thì cái việc chéo hóa trực giao ma trận A này cũng được xem như là bài tập về nhà luôn. Được chưa? Đấy, chéo hóa một cái ma trận đối xứng mà.
thì cái thủ tục của nó chẳng có gì, cứ lập cái a trừ lambda y ra, tìm các cái giá trị riêng, tìm các không gian con riêng tương ứng và trực chuẩn hóa rằng Smith các cơ sở của nó. Được chưa? Ghép các cơ sở lại với nhau, các em sẽ tìm được cái ma trận trực giao cần tìm, chính là ma trận C này. Được chưa? Tất nhiên là thầy đã làm rồi, nhưng có điều là không trình bày ở đây, nó mất thời gian quá. Được chưa? Rồi, C ma trận cần tìm ở đây. Và lúc này CTAC nó sẽ là ma trận chéo như thế này. Được chưa các em? Đấy, thế thì việc còn lại của chúng ta là gì? Việc còn lại của chúng ta là sau khi chéo quá trực giao thì lúc này toàn bộ cái dạng toàn phương của chúng ta đây này, toàn bộ cái bi thức này nó sẽ viết lại là 30 x phẩy bình cộng gì? 20 y phẩy bình cộng 15 z phẩy bình. Đó, còn cái bậc 1 này nó là cái gì theo x phẩy y phẩy z phẩy thì ta phải thế nó vô. Ta phải nó luôn. Được chưa? Ta thế nó vô để ta rút gọn. Được chưa? Rồi, đây. Các em để ý này, sau khi thầy lấy cái biểu thức x bằng 1 trên căn 5 x phẩy trừ 2 trên căn 5 y phẩy này, y bằng 2 trên căn 5 x phẩy cộng 1 trên căn 5 y phẩy này và z bằng z phẩy này, thầy thế nó vô trong cái biểu thức mà đề nó cho đó. Để thầy rút gọn lại thì sau khi rút gọn hết thì nó thành cái này đây. Đây chính là cái phần của cái dạng toàn phương sau khi đã chéo quá trực giao. Còn đây chính là cái biểu thức mà chúng ta thay vào xy ở cái phần còn lại và rút gọn hết thì ta được bao nhiêu đó. Được chưa? Đây, thế xyz này vô trong cái phần mặt nhất còn lại, các em rút gọn là được bao nhiêu này. À, ta làm giống y như trong cái đường bậc 2 hồi nãy thầy làm đó. Rồi. Bây giờ tới đây rồi thì ta sẽ thực hiện cái công đoạn tiếp theo để đưa nó về dạng chính tắc bằng cách nhóm các số hạng x phải theo x phải, y phải theo y phải, z phải theo z phải làm y chang như hồi nãy để tạo thành các hàng đẳng thức bậc 2 và gom số hạng lại. Được chưa? Chẳng hạn như hai cái anh chàng này, thầy sẽ gom nó lại với nhau nè. Được chưa? Ví dụ ở đây thầy sẽ đặt cái con 30 ra làm thừa số chung nè. Đó, như vậy trong này nó còn là x phải bình phương như vậy nữa. Thế thì con 30 mà các em chia xuống đây nè, 480 các em chia cho thầy 30 đi cho nó dễ nè. Đúng không? Đấy, thế thì nó ra chỗ này là trừ cho nè, 16 nè. Đó, chia cho căn 5, đó, x phải. Được chưa? Thế thì bây giờ ở đây thầy phải thêm bớt. Như vậy cái này viết ra thành hai lần, như vậy sửa cái này thành con 8 cho thầy. Như vậy chỗ này thành cộng cho 8 phần căn 5. Tất cả bình phương lại. Được chưa? Rồi, ở ngoài đây thầy trừ cho 30 lần của 64 phần 5 nữa. Đúng không? Đấy thì ta đang thêm bớt mà, để cho cái lượng này là nó thành là gì? X phẩy trừ cho 8 trên căn 5 tất cả bình phương. Được chưa? Đó, 30 này. À, đấy, cái này các em rút gọn luôn cho thầy. Như vậy chỗ này là cái này sau khi rút gọn nó ra là trừ cho 384 đấy. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, các em là lấy cái hai cái số này nè, các em gom nó lại với nhau. Được chưa? Thế gom cái này các em đạt lại con 20 ra làm thừa số chung nè. Trong này là y phẩy bình nè. Như vậy là 20 rồi thì cái này nó còn lại là 2 thôi đúng không? Như vậy thầy viết là 2 nhân cho 1 trên căn 5 đúng chưa? Rồi, y phẩy hả? Như vậy chắc chắn thầy phải cộng thêm cho 1 trên căn 5 bình phương nữa. Như vậy thầy phải trừ ngoài đây cho 20 lần của 1 phần 5 chứ gì nữa. Đúng không? Để cho các lượng này nó thành là gì? Y phải cộng 1 trên căn 5 tất cả bình phương. Đó, nó thành một cái hàng đẳng thức. Như vậy cái này nó thành trừ 4 chưa? Được chưa? Rồi, tiếp tục thầy nhóm tiếp cái số thứ ba này nè. Với cái ông 30 giấy nè. Như vậy ở đây thầy sẽ đặt 15 làm thừa số chung. Như vậy trong này là giấy phải bình phương nè. Như vậy 15 thì ông này là trừ 2 giấy phải gì nữa. Đúng chưa? Như vậy chắc chắn chỗ này thầy cộng thêm cho 1 nữa. Và chỗ này thì trừ cho 15 chưa? Để cho cái này nó thành là 15 giấy phải trừ 1 tất cả bình phương. Trừ cho 15. Rồi, như vậy các em cộng hết các cái mớ này lại. Và nó có một cái số hạng tự do là 343 này nè. Ta rút gọn với 384 trừ 4 của trừ 15 này. Được chưa? Đó, thì còn cái lượng còn lại thì nó ra hạng thức hết rồi. Thấy chưa? Đó, sau khi cộng trừ nhân chia rút gọn thì ta được cái hệ số tự do còn lại là trừ 60. Thì chuyển qua bên phải luôn là thành 60 này. Rồi, thế tới đây các em thấy nó thành tổng 3 cái bình phương này chưa? Rồi các em chia cái con 60 này qua bên này. Như vậy chia con 60 thì bên này nó sẽ thành là x phải trừ 8 trên căn 5 bình phương chia cho 2 cộng cho y phải cộng 1 trên căn 5 bình phương chia 3 cộng cho z phải trừ 1 tất cả bình phương chia 4 bằng 1. Đó, các em thấy nó ra tới đây thì nó đã gần giống như cái dạng của chúng ta đang tìm là x bình trên a bình cộng y bình trên b bình cộng z bình trên c bình bằng 1 chưa? Đúng không? Như vậy để từ đây mà nó ra đây thì công việc còn lại là các em đặt cái x lớn của chúng ta này là bằng cái x nhỏ trừ 8 trên căn 5. Y lớn của chúng ta là bằng y nhỏ cộng 1 trên căn 5 và z lớn của chúng ta là bằng z phải trừ 1 này. Đó. Thì cái phép này người ta gọi là phép tịnh tiến. Đúng không? Đấy.
Tuy nhiên tới đây á, thì các em nên rút x phẩy, y phẩy, z phẩy của chúng ta. À, rút nó ra, ví dụ ở đây ta rút là x phẩy nó sẽ bằng x lớn cộng 8 trên căn 5 này. Y phẩy là bằng y lớn trừ 1 trên căn 5 này. Rồi z phẩy nhỏ này là bằng z lớn cộng 1 đó. Các em lấy cái bộ x phẩy, y phẩy, z phẩy này, các em phải thế vô lại ở trên cái phần này cho thầy. Đó, ta phải làm thêm cái công đoạn này. Vì sao? Vì cái việc làm cái công đoạn này thì đồng nghĩa với chúng ta sẽ có một phép biến đổi trực tiếp từ cái phép biến đổi của cái phương trình đường bậc hai ban đầu đó tới trực tiếp cái đường này luôn, để cho nó ra chính tắc. Đây người ta gọi là cái phép biến đổi cần tìm. Được chưa? Thay vì chúng ta phải thực hiện hai cái phép biến đổi trung gian thì thực hiện một cái phép biến đổi như này thôi, thì lập tức cái phương trình này nó sẽ biến thành phương trình này. Đó. Được chưa? À, thì phương trình này, đây là phép biến đổi cần tìm này. Và phương trình chính tắc là phương trình cần tìm này. Đây chính là cấu trúc của một cái phương trình của một cái elipsoid. Được chưa? Đấy. Thì cái việc mà đưa một cái đường bậc hai về dạng chính tắc thì nó có hai cái bước khá quan trọng như vậy. Và nếu như trong cái bài toán của chúng ta mà những cái lượng bậc nhất này nó không có thì lập tức nó sẽ đưa chúng ta về chính tắc luôn, mà chúng ta không cần phải tình tiến nữa. Nha. Nhưng mà nói chung trong trường hợp tổng quát thì chúng ta cần phải có hai cái bước đó. Cái bước đầu tiên là bước chéo quá trực giao của dạng toàn phương, và bước thứ hai là tịnh tiến nó đi để cho nó triệt tiêu mấy cái bậc nhất này đi nè, gom hết nó vô trong một cái thành phần bậc hai ở một cái dạng bình phương ha. Đấy. Tất nhiên về bài tập đối với cái việc nhận diện các cái mặt bậc hai, các đường bậc hai thì nó còn các cái luật khác nữa chứ không phải lúc nào cũng elipsoid à, mà nó có thể là những cái mặt hyperbolic hoặc là parabolic hoặc là thậm chí là những cái mặt bậc hai suy biến khác à, mà các em thường gặp. Đấy. Thì những cái phần bài tập đó các em sẽ làm hoàn toàn tương tự. Ở đây thầy không muốn trình bày thêm những cái vấn đề xoay quanh cái phần mặt bậc hai của đường bậc hai này nữa ha. Chủ yếu là các em nắm cho thầy cái phương pháp để ta làm. Để cho em và vận dụng một cái bài tập mẫu như thế này thì ta có thể giải quyết được cho tất cả những cái bài tập khác còn lại. Có điều khối lượng tính toán của nó hơi lớn vì nó khá là dài dòng. Nè. Và tất nhiên rằng là trước khi kết thúc video về phần bài tập của cái dạng toàn phương và cũng là cái dạng bài tập cuối cùng của cái chương không gian Euclid thì thầy giới thiệu các em các bài tập tương tự của cái dạng số 6 này để ta về nhà ta làm thêm nha. Rồi. Rồi đây là một số các bài tập làm thêm mà thầy muốn giới thiệu với các em. Đó, cái bài tập đầu tiên là người ta yêu cầu là chúng ta phải vừa nhận dạng mà vừa lập cái phương trình chính tắc luôn. Đúng không? Của cái đường bậc hai sau đây. Đây, đây là các cái đường bậc hai. Đây thầy lấy ví dụ chẳng hạn như cái câu đầu tiên. Đúng không? Đấy, thì cái phần bậc hai của nó là đây nè. Đó, thế thì cái dạng toàn phương này nó có cái ma trận A là gì? À, ma trận A của nó sẽ là 2. Đây trừ 2, đây trừ 2, đây trừ 1 đúng không các em? Đó. Thế cái ma trận này nếu mà các em tính ra thì nó sẽ là gì? Định thức của nó là gì? Đây là trừ 2. Trừ 2 mà đem trừ 4 nữa là bằng âm 6 nha. Vậy số này âm không? Âm thì ra kết quả nó là mặt là cái đường hyperbol. Hyperbol ha. À, đúng chưa? Đấy, còn nếu mà cái định thức của cái dạng toàn phương tương ứng này mà nó gì? À, nó dương thì nó là elip, mà nó bằng không thì nó sẽ là parabol. Đấy, các em tương tự thôi, được chưa? Đấy, ví dụ như cái anh chàng này thì anh chàng này là anh parabol này, đúng không? Vì cái ma trận của nó là 1 1 1 1 mà, đúng không? Định thức nó bằng không. À, tương tự như vậy thì anh này sẽ là 5 25 mà trừ cho 2 4 nữa là thành số dương, như vậy là elip này. Được chưa? Đấy, cách nhận diện của nó, nhận dạng có nghĩa là chúng ta phải dựa vào cái định lý hả? Tính cái AC trừ B bình phương ra, coi thử nó dương hay âm hay là bằng không. Đấy. Thì cái việc mà đưa về phương trình chính tắc thì các em cứ đúng thủ tục các em làm ha. Đầu tiên là đưa cái dạng toàn phương này về dạng chính tắc trực giao trước, rồi sau đó tịnh tiến nếu có. Ví dụ như bài đầu tiên này không cần tịnh tiến vì cái lượng bậc nhất nó không có, chính tắc một cái là ra luôn ha. Còn những cái này là các em phải tịnh tiến nó đi. Bài tập số 2 là bài tập nhận dạng và lập phương trình chính tắc của mặt bậc hai, thì phương pháp làm tương tự giống như bài 1, có điều với cái số lượng ma trận nó nhiều lên. À, nó tức ma trận lớn của nó là ma trận cấp 4 lần, còn cái ma trận nhỏ của nó tới ma trận cấp 3 lần, đúng không? Cách thức nhận diện của nó cũng khác đi một chút vì nó liên quan đến cái dạng toàn phương quy tương ứng. Nếu dạng toàn phương là xác định dấu nói chung thì nó là elipsoid. À, còn nếu như nó là cái dạng toàn phương mà có chỉ số quán tính mà cộng 1 hoặc trừ 1 á,
thì nó là hyperbolic. Còn ngược lại, nếu mà dạng toàn phương nó tính ra cái định thức của cái mặt trận của nó là bằng không thì nó sẽ là parabolic. Được chưa? Thì đây là một cái ví dụ số 2 và đây là những cái nhận dạng của nó. Còn lại cái việc mà đưa về phương trình chính tắc thì các em có thể tự tính toán ra. À. Và một cái bài tập nữa, đó là bài tập số 3, bàn về vấn đề là đưa cái dạng toàn phương về dạng chính tắc trực giao. Đây là cái dạng toàn phương của chúng ta. Được chưa? Và đề nó yêu cầu chúng ta là phải đưa nó về dạng chính tắc trực giao. À. Đây, chéo quá trực giao của dạng toàn phương này. Thì kỹ thuật của nó thì chúng ta cứ ta lấy cái mặt trận đối xứng của nó, chúng ta chéo quá thôi. À. Thì ở đây thầy muốn giới thiệu các em cái câu B. Đây là một cái dạng bài tập nó hơi mới mới, nó hay kèm theo. À, đối với cái dạng toàn phương trên không gian Euclid, đó là bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một cái dạng toàn phương, biết rằng là tất cả các cái điểm của nó là nằm trên một cái mặt cầu có tâm O bán kính đường 1. À. Đấy thì cái cách làm thì giống y như cái bài tập số 1 hồi nãy thầy đã giới thiệu thôi, nó chẳng có gì khác cả. Nhưng có điều với cái bài toán này thì nó tổng quát hơn chút ha, nó không có cái thành phần thứ ba này đặc biệt nữa, nó không phải là không siêu biến, đây là dạng không siêu biến này. Đó. Thì các em thấy rằng sau khi mà các em đưa cái dạng toàn phương chúng ta về dạng chính tắc trực giao thì cái dạng toàn phương nó có dạng như thế này. Và cái phép biến đổi của nó ra đây. Đó, được chưa? Các em theo dõi nha. Bây giờ câu việc còn lại của chúng ta là tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Thế thì trong bài toán này chúng ta dựa vào tính chất là thế thì x1 bình cộng x2 bình cộng x3 bình của chúng ta là nó cũng bằng y1 bình cộng y2 bình cộng y3 bình mà, đúng không? Đấy, hồi nãy thầy đã chứng minh lần rồi đó. Thì cái này nó cũng bằng một luôn. Thế ta dựa vào tính chất này ta thấy rằng như vậy thầy có thể sử dụng kỹ thuật thêm bớt, làm trội thêm hoặc là rút gọn bớt để cho cái biểu thức này này nó sẽ gọn lại. Ví dụ như ở đây là ta có rằng là 3y1 bình cộng 6y2 bình cộng 9y3 bình thì chắc chắn là nó sẽ nhỏ hơn bằng 9y1 bình cộng 9y2 bình cộng 9y3 bình chứ, đúng không? Nó có nhỏ hơn cái này chứ. Đúng không các em? Đấy, thầy làm trội lên một chút để làm gì? Để ta có thể đặt con 9 làm thừa số chung. Đấy, mà trong đó y1 y2 y3 bình này cộng lại nó bằng 1 cho nên cái này nó bằng 9. Chứng tỏ rằng cái dạng toàn phương chúng ta đó tối đa là nó bằng 9. Và khi nào nó bằng 9, dấu bằng xảy ra khi nào? À, khi và chỉ khi cái y1 với y2 này nó bằng 0 hết. Và còn cái y3 này bình phương nó bằng 1 là được. Đúng không? Đấy, rõ ràng là nó bằng 9 khi ta cho y1 này, y2 này bằng 0 này. Rồi cho y3 này bằng 1 hoặc trừ 1 là nó ra bằng 9 thôi. Như vậy nó đạt được dấu bằng phải không? Nghĩa là nó lớn nhất cái gì nữa. Rồi tương tự như vậy, bây giờ ta thu hẹp cái hệ số này lại. Ví dụ ở đây nó sẽ là lấy 3 lần y1 bình vì con 3 này có giá trị nhỏ nhất mà. Rồi cộng cho 3 lần y2 bình, cộng cho 3 lần y3 bình. Đấy. Như vậy riêng cái lượng này thì nó sẽ bằng 3. Như vậy giá trị của cái dạng toàn phương trong trường hợp này tối thiểu nó bằng 3 và dấu bằng chỉ xảy ra khi chỉ kho cho ông y1 bình phương này bằng 1, còn hai cái ông y2 y3 này bằng 0 hết. Là nó sẽ bằng 3 thôi. Được chưa? Đó, như vậy ta sẽ tìm ra được ngay nhỏ nhất này, ngay lớn nhất này, thấy không? Đây là một cái kỹ thuật thêm bớt thôi, làm trội lên một chút hoặc là gì? Bớt đi để cho các cái hệ số này nó giống nhau. Đó, nó giống nhau. Đấy. Thế thì dựa vào đây thì ta sẽ có ngay. Đấy, đây là cái phép biến đổi cần tìm để chúng ta rút ra được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Và đây là những cái điểm mà x1, x2, x3 nó đạt được. Được chưa nào? Đấy, cách làm thì nó chả có gì khó ở đây cả. Để cho các em thấy rằng là ngoài cái phương pháp kỹ thuật đưa một cái dạng toàn phương thì những cái bài toán chéo quá trực giao một cái dạng toàn phương nó còn có một ứng dụng rất là quan trọng trong cái bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của các hàm số nhiều biến có điều kiện cho trước. Thì cái phần này trong giải thích nhiều biến thì người ta cũng sẽ đề cập cái phương pháp riêng của họ. Có điều là bằng đại số tuyến tính thì thầy có cố gắng giới thiệu các em một ứng dụng của nó. Mặc dù là nó hay nhưng mà nó không đa dạng bằng giải thích nhiều biến được. À, rồi, đó là toàn bộ những cái nội dung mà thầy muốn trình bày với các em. Và chúng ta cũng sẽ khép lại toàn bộ cái chương số 6 về không gian Euclid. Được chưa nào? Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những cái nội dung khác nha.